Còn giờ ép thì mình thấy là khá là ổn. Thời điểm đầu là mình thấy giờ ép này đánh ổn, nhưng mà nó chỉ có một cái là anh em đánh ảo ảnh chứ đánh vật ngã nó lại không ăn thua. Đó, nó lại cái ngược đời với ở bên mấy cái bản game mà mình test lâu nay. Đánh ảo ảnh là nó khá khá chỉ là ổn. Khá là ổn áp anh em ơi. Đó, đánh vừa đánh xa được này, vừa gọi là một tay dài mà vừa đam lại nổ đều. Lại ổn định. Còn tự nhiên vật ngã thì lại không thấy đam ấy, nhiều lúc nó nổ đam, nhiều lúc nó không. Hello, xin chào anh em nha, lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục là một video bên con game emuvua.net nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video cầm giờ FDPK nha. Thì hiện tại thì nó đang cập nhật cái giao diện mới rồi. Cập nhật cái giao diện khác với cái ngày hôm qua mình test. Thì hôm nay mình sẽ đi đấm nhau cho anh em xem. Mua thêm một con rơi đây. Thì mình có hồi nãy mình có đánh thử rồi. Thì mình cảm thấy là đánh với mấy class kia mà đánh bằng vật ngã thì nó không có thấm lắm. Thì tại vì mình đang cộng điểm vậy này. 32k máu và 28k nhanh nhẹn. Thì để mình lên vãi đái. Vừa lên cái chết rồi. Tắt bớt đi cho nó đỡ lag. Tắt luôn cái danh hiệu đi anh em ơi. Cái giao diện mới là anh em thấy đó, là cái sân mà để đánh nhau nó rộng hơn. Úp cái đó. Đó. Đó, anh em thấy giờ ép mình test thử, mình thấy giờ ép bên này khá là ngon. Ui. Sao thế? GF bên này là mình thấy không có ngán class nào hết á. Đó, đánh xa được, đánh bằng áo ảnh thì thôi rồi. Thôi rồi lượm ơi nha. À, GF gặp GF anh em ơi. Ê thế. Cái sói bên này nó đang bị lỗi hiển thị như sao anh em ơi. Nó hiển thị con này con kia nhìn nhờ. Lúc nhìn số hoàng kim thì mình đang cởi số hoàng kim mà nó lại bị lộn ra con số màu đỏ này, lúc số hoàng kim lúc số màu đỏ. Đó, giờ ép đấm khá là phê. Thì để chút xíu nữa mình sẽ đánh vật ngã cho anh em xem, tại vì cái đam vật ngã bên này nó sao á, nó không giống như mấy con game mình đã chơi, thấy nó rất đi là yếu đuối. Đó, đấm. Tại cập nhật cái giao diện mới là nhìn cũng khá là hay. Rồi. Đây nha, để mình về mình nhận. Bỏ con, ôi con này đánh sắp chết rồi nè. Rồi, bây giờ đánh kiểu này cho anh em xem nha. Cộng mắt vip mà đánh kiểu này là cũng ok đó. Mà ở bên mấy con game kia thôi, nhưng mà bên game này thì mình cảm thấy là nó rất kỳ là yếu. Rồi. Đánh VDK á, đấm kiểu này không được. Mà mình đánh áo ảnh thì lại được. Đấm kiểu này thì đấm mấy class khác thì thấy ok đó. Để coi chờ với DK đây. Ôi DK này hơi yếu sao ấy. Thế đánh áo ảnh là đánh áo ảnh là tiện nhất. Tại vì đánh áo ảnh là mấy cái class mà tay dài á, mình đánh được luôn, mình cũng giống như là dạng tay dài luôn. Ôi. Ôi giờ này sao không gặp mấy AK khủng kia ta. AK làm full nữa. À, đánh nhanh thế. Đó, cảm thấy đánh AK là
Nó hồi máu, mình chưa kịp đánh chết là nó đã hồi máu lên rồi. Mình cảm thấy nó đánh bằng mặt ngã nó hơi hơi bị hơi bị lép vé một chút xíu đó, anh em thấy không? Nhưng mà con này là mình nếu mà mình đánh ảo ảnh là nó sẽ chết này. Đó anh em thấy không? Em thấy là mặc dù mình cộng mát vít nhưng mà mình đánh ảo ảnh nó vẫn lợi hơn là mình đánh vật ngã. Tại vì mát vít là đánh vật ngã là đam cận chín là nó sẽ to nha. Đó, để xuống đây đã. Đây. Anh em thấy cộng mát vít thì cái lực tấn công cận chín có nghĩa là đánh lực tấn công mà để đánh vật ngã này này. Là nó là 3252%. À, đánh vật ngã thì nó vẫn không ăn thua, không phải không ăn thua mà nó không bằng đam, nó không bằng cái đánh ảo ảnh theo cái bản mình này nha. Bản mình này mình đánh ảo ảnh là lợi nhất, tại vì nếu mà mình cưỡi sói thì mình không có đánh vật ngã được. Đó, anh em đánh không? Anh em thấy không? Nhiều khi đánh nó không nổ đam. Nhiều khi cái nó nổ đam hơi hơi bị bé. Đây nó không có chết được. Thôi con sói này sắp chết rồi. Đi chết vô là một khác. Ôi trâu thế. Ôi kìa, vai. Trâu quá anh em ơi. Rồi. Đó, anh em thấy nó khác không? Nó khác hoàn toàn giữa cái mà mình đánh vật ngã với đánh ảo ảnh nha. Thì đánh cái này đứng ngoài sao đánh. Dạ update cái bản mới đi. À, lúc hôm qua mình like á, mình cứ tưởng là bỏ đứng ngoài để đánh chết được, nhưng mà thực chất anh em thấy không, có nghĩa là cái bản cũ á, anh em mà tải cái bản cũ nha, tải cái bản cũ trước khi cập nhật á, là cái vòng tròn nó nhỏ xíu ở đây nè, thì cái bản mới anh em tải cái bản mới cập nhật thì là nó đã ra một cái sinh rộng mênh mông này rồi, cho nên nha, cái lúc mà anh em hồi sinh nhá, nhiều khi nó đứng ở đây nhưng mà nó vẫn đang trong cái cập nhật của cái bản mới anh em ơi, nó vẫn trong cái kiểu đấu trường của cái bản mới, cho nên là anh em vẫn bị chết. Thì ở cái giao diện cũ á, cũng như mình like hôm qua đó, cái giao diện cũ đó là mình đứng ở ngoài là bảo sao bị chết đấy, có nghĩa là mình chưa có tải cái bản cập nhật thì đứng ở ngoài là sẽ vẫn bị đánh, đứng ở trong cái ô vuông này là vẫn bị chết. Ui em bắn ghê thế. Còn cái giao diện cũ là nó chỉ có cái vòng tròn nhỏ thôi. Giao diện mới nó đã là một cái sân vận động rồi. Đó, em thấy giờ ép giữa cái đánh hai skill là nó khác nhau hoàn toàn không? Nó rất chỉ là khác với cái bản khác. Bản khác của mình là mình cộng mát vít thì mình đấm vật ngã rất chỉ là kinh. Đấm cái này rất chỉ là kinh. Và bản này mình đánh ảo ảnh nó là rất chỉ là ghê. Để mình đi xung quanh một chút xíu để cho anh em xem cái giao diện. Thì cái giao diện này là giao diện của cái bản mới. Thì anh em phải tải lại nha, lên trang web tải lại nha. Thì tải lại nó là ra một cái bản khác mà anh em đăng nhập bằng cái tài khoản cũ vẫn được. Đó, đây này. Nó là ra một cái file khác đó. Đó, giao diện này hoàn toàn mới. Thì hai cái bản này thì vẫn chơi bình thường và cái hiển thị thôi. Bình thường là cái bản cũ là nó chỉ có vòng tròn ở đây thôi, nhưng mà bản mới này anh em đứng đây là nó đã lên võ đại rồi, nó đã là lên võ đại rồi. Cho nên mình lúc đầu mình lại lạ, cái lúc mình like á thì lại báo sâu sao mình đứng ngoài gốc cây mà còn chết bà mẹ. Ui bạn Nam hả? Đó, bây giờ nó lại hiển thị ra con sói. Có cái con sói này là lỗi hiển thị này anh em ơi.
chắc đi đến vài bữa nữa nó phần chính thức chắc là không sao, sửa lỗi mà. Thì ba cái bản này thì khi nào open chính thức là nó đã biết cái lỗi nào trong cái lúc alpha test á, nó sẽ fix. Ui ghê thế, một chém là chết mẹ rồi, ghê thật. Thì để bắt đầu là mình sẽ đi test đam từng cửa lát cho anh em xem. Ui à, con này ghê thế. Đây là một trò. Sao bên này không thấy ông nào combo được ta? DK không thấy combo, toàn thấy là tại DK máu sao ấy. Đứng cho người ta đánh phản đam mới chết không à. Đó, đánh xa rất liền. RF bản này đánh ảo ảnh rất chi là ngon. Thì hiện tại á, đây này, ba cái shop này là nó đã bán đồ full. Thì coi ông này anh em đập ốp, đập đồ này kia. Win 2, Win 15 thì nó ở đây trong này hết rồi. Thì để mình sẽ đi test từng class một cho anh em xem. Có class là nào đam thế nào, class nào mạnh nhất và class nào yếu nhất, hay là nó cân bằng, hay là nó khác, nó tương sinh tương khắc với nhau. Đây là shop DK. Mình thấy thì đang trong cái thời gian test không ít ít ông mà chơi, đa số là chơi DK với RF, ít ông mà chơi MG với lại sâu lắm. Đây vô cửa hàng sâu đi, đồ cũng là set thần ma. Thì tranh thủ nó còn test được ngày hôm nay và đến ngày mai á, ngày mai nó mới open chính thức. Thì hơn một ngày đó, ngày mai chắc là open, chắc là cũng phải open lúc chiều khoảng 19 giờ. Thì để mình làm từng class, làm video về test các dam của các class để cho anh em biết bên này cái tỷ lệ mà có tương sinh tương khắc hay là dam của con nào nó mạnh hơn. Thì anh em đến khi mà open anh em vào đua con đó. Còn giờ ép thì mình thấy là khá là ổn. Thời điểm đầu là mình thấy giờ ép này đánh ổn, nhưng mà nó chỉ có một cái là anh em đánh ảo ảnh chứ đánh vật ngã nó lại không ăn thua. Đó, nó lại cái ngược đời với ở bên mấy cái bản game mà mình test lâu nay. Đánh ảo ảnh là nó khá chỉ là ổn. Khá là ổn áp anh em ơi. Đó, đánh vừa đánh xa được này, vừa gọi là một tay dài mà vừa đam lại nổ đều. Lại ổn định. Còn tự nhiên vật ngã thì lại không thấy đam ấy, nhiều lúc nó nổ đam, nhiều lúc nó không. Thì anh em nếu mà đấy anh em cứ vào test đi, anh em thử giữa hai cái ảo ảnh với vật ngã xem, nó rất chỉ là khác. Còn mấy bản khác mình chơi giống như mấy cái bản mà ngày mới hay là này kia đó là mình vật ngã nó vẫn ổn hơn mà, nó lại lợi thế. Thế thì bây giờ mình cưỡi sói được nữa, đánh ảo ảnh thế này ok. Thì cưỡi sói là không có đánh được vật ngã. Thôi video chắc mình lại kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thì để mình sẽ đổi qua con MG. DK nhiều, chơi MG cũng ngon mà. Đổi qua MG hoặc là mình làm DL hoặc là sum. Cũng chưa thấy ai test sum. Để mình test hết lát cho anh em xem. Trong đó đến lúc open chính thức thì sẽ chơi một con. Thôi, bye bye mọi người nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha.